Thưa quý vị, năm học mới 2022-2023 đã bắt đầu được hơn một tuần. Tuy nhiên, câu chuyện 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi trên một ngày vẫn là bài toán nan giải của ngành giáo dục thành phố vì thiếu giáo viên, thiếu phòng học. Năm học này, trên địa bàn quận Hải Châu có 18 trường tiểu học công lập. Tuy nhiên, chỉ có 4 trường là đáp ứng đủ dạy học 10 buổi một tuần. Số còn lại, trường chỉ dạy 9 buổi một tuần, học sinh nghỉ buổi chiều thứ 6. Điều này gây không ít khó khăn đối với phụ huynh khi phải sắp xếp thời gian chỗ gửi con. Mà nếu mà học chiều thứ 6 thì thật ra tiện lợi là tiện lợi cho gia đình rất là nhiều. Chứ nếu mà chiều thứ 6 mà đón về nữa thì có những phụ huynh mà đi làm thì người ta sẽ không biết được thả con cho ai. Nhắc đến việc mà thu hay đóng thêm phí thì thực sự hắn cũng rất là khó với một nhiều phụ huynh. Nhưng mà cũng mong là trường và phụ huynh nó cùng hiểu để cho cái việc mà cháu ở lại luôn chiều thứ 6 được tiện lợi. Nguyên nhân giảm từ 10 buổi học một tuần xuống còn 9 buổi học một tuần được xác định do giảm chỉ tiêu so với định biên. Hiện đa số các trường tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu có rất ít trường hợp đủ định biên theo quy định là 1,5 giáo viên một lớp, mà thay vào đó là 1,44 đến 1,48 giáo viên một lớp. Do môn tiếng Anh lớp 1-2 được đưa vào môn tự chọn nên không được xã hội hóa theo quyết định 2404 thành phố Đà Nẵng năm 2017. Thiếu giáo viên không còn là câu chuyện mới mỗi dịp đầu năm học mới. Đa số các trường học đều phải chủ động hợp đồng giáo viên để đảm bảo việc dạy học. Số lượng giáo viên thì thực sự đây là cái khó chung của rất là nhiều nhà trường. Năm học này thì trường chúng tôi đang thiếu 5 giáo viên so với chỉ tiêu giao. Và hiện tại thì chúng tôi được cho phép là hợp đồng các giáo viên để có thể đảm bảo đủ số lượng giáo viên cho năm học tới trong lúc chờ tuyển dụng ở trên. Nếu ở quận Hải Châu là câu chuyện thiếu giáo viên, thì ở quận Liên Chiểu, bên cạnh thiếu giáo viên, cơ sở vật chất tại đây không theo kịp sự gia tăng học sinh. Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Khánh Nam, những năm gần đây liên tục được đầu tư xây mới thêm một cơ sở và một khối nhà 4 tầng hiện đại. Tuy nhiên, vẫn không đủ để bố trí 100% học sinh học 2 buổi một ngày. Hiện nay thì đối với khối 1, khối 2, khối 3 của nhà trường thì đảm bảo 100% là cho các em học ngày 2 buổi để đảm bảo cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Còn khối 4, khối 5 thì do năm nay là nhà trường tăng 2 lớp khối 1 cho nên là khối 4, khối 5 là chỉ tổ chức học được 7 buổi trên tuần. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, 100% học sinh tiểu học phải được học 2 buổi một ngày. Trên thực tế, muốn có chất lượng giáo dục tốt thì phải có sự đầu tư đồng bộ từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên. Chừng nào chưa đáp ứng được vấn đề cơ sở vật chất và nhân lực thì sẽ khó tập trung trọn vẹn cho việc nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện.